Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Việt Anh và hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn phần 1 của series Võ thuật chuyên sâu, điểm mạnh yếu của võ thuật thời kỳ hiện đại của tác giả Fighting Styles trên Spy Room. Không để các bạn chờ lâu nữa, cùng bắt đầu thôi. Nội dung bài viết lần này mình sẽ chủ yếu đi qua những võ thuật thời kỳ hiện đại, tức là bao gồm cả võ thuật hiện đại và truyền thống, nhưng đã và đang được thực hành, tập luyện ở thời điểm hiện tại. Ngoài nêu ra những điểm mạnh yếu, những yếu tố cũ như đòn thế hiểm độc mà bất kể môn võ nào từng có chắc chắn sẽ được bỏ qua. Vậy điểm mạnh yếu của võ thuật xét trên yếu tố gì? Dĩ nhiên là bản chất của võ thuật rồi. Bởi như đã nói ở trên, chủ đề sẽ tập trung vào những môn võ tiêu biểu nhất của thời kỳ hiện đại. Phần 1, những môn võ không vũ trang đã được thể thao hóa theo hình thức đối kháng. 1. Boxing. Boxing là một trong những môn võ lâu đời được thể thao hóa theo hình thức đối kháng sớm nhất và cũng sớm bị cải biên nhiều nhất khỏi hình thức cũ. Kỹ thuật của boxing hiện đại chỉ có đấm và đấm. Thật vậy, boxing có lẽ vẫn là một trong những phong cách chiến đấu tốt nhất cần biết vì nó hoàn thiện các kỹ năng đánh tay kết hợp với động tác chân và đầu. Rất ít phong cách chiến đấu tập trung vào việc hoàn thiện một khía cạnh cụ thể. Khi xảy ra tranh chấp, thuận theo bản năng, người ta sẽ giơ tay đấm hơn là một hình thức khác. Boxing bản thân nó đã tự chứng minh là rất hiệu quả và tiếp tục được phát huy như vậy vào mỗi cuối tuần ở các bar, góc phố, bãi đậu xe, v.v. Tuy nhiên, kỹ thuật đấm boxing hiện đại lại chỉ hợp để đấm bằng gang boxing. Đấm bằng tay chân sẽ có nguy cơ bị chấn thương tay, nhất là tung lực đấm mạnh vào phần xương sọ. Boxing tuy có thể thủ trước những đòn đánh vào đầu và thân, nhưng lại khó có thể chống lại những đòn đánh thấp vào thân dưới và chân. Bởi boxing vốn chỉ cần một bộ footwork linh hoạt hỗ trợ cho những đòn đấm của nó. Chỉ cần bị lôi xuống địa chiến, mọi kỹ thuật đấm sẽ trở nên vô dụng. Hơn hết, phần chân và thân dưới của boxer dễ dàng bị khắc chế bởi kỹ thuật bắt chân hơn. 2. Kickboxing. Kickboxing có lẽ được sinh ra để hoàn thiện phần còn thiếu của boxing, đòn đá. Kickboxing không có một hình thức cụ thể do có nhiều phong cách khác nhau như Savate, là phong cách kickboxing riêng của Pháp. Đây là môn võ đầu tiên kết hợp nhuần nhuyễn đòn đá chuyên dùng giày nặng của Savate với đấm của boxing. Kickboxing Hà Lan thì áp dụng rất tốt kỹ thuật đá thấp của Muay Thái, nhưng lại kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật đấm boxing. Kiểu Mỹ thì chuyên những đòn đấm từ boxing kết hợp với kỹ thuật đá từ Karate hoặc Taekwondo. Ngoài ra, từ kickboxing đôi khi ám chỉ, mô tả môn võ có phong cách đấm đá như Pardel Seray từ Campuchia, Lethway từ Miến Điện, Yoyan từ Philippines, Sanda từ Trung Quốc, v.v. Việc thành thạo boxing nhưng chỉ áp dụng những cú đá một cách phụ trợ, không thay đổi lối footwork của boxing, khiến bản thân kickboxing mang cả những điểm yếu của boxing. Tuy những kỹ thuật sau này khắc phục lối footwork đó, thì giờ đây chúng lại dần trở nên giống Muay Thái hơn bao giờ hết, ngoại trừ việc đấm đá nhiều hơn, hạn chế đòn cùi chỏ và đầu gối. Do vậy, kickboxing mang điểm yếu của Muay Thái, yếu trước đòn bắt vật. Trận đấu tác giả trích dẫn trong bài, các bạn có thể vào link trong Spy Room để xem, là những ví dụ cực kỳ điển hình. Đây nổi tiếng là trận thay đổi cái nhìn về sức mạnh đòn đá thấp Muay Thái và buộc kickboxing sau đó phải thay đổi kỹ thuật footwork. Ban đầu, khi kickboxing kiểu Mỹ vẫn còn sử dụng footwork đầy sơ hở của boxing, đã bị Muay Thái chỉ dùng kỹ thuật low kick đánh bại. Võ sĩ kickboxing trong clip bị chấn thương nặng sau trận đó. 3. Muay Thái. Muay Thái, hay còn được gọi là Thái Boxing, là môn võ đánh đứng rất thực dụng, có tư thế thẳng đứng vuông vắn để chống lại những đòn chân. Khác với boxing là môn võ dùng toàn bộ cơ thể để đấm, thì kỹ thuật của Muay Thái lại dùng toàn bộ vũ khí trên người để chiến đấu. Thật vậy, Muay Thái là môn võ bát chi, bởi nó dùng 8 đòn đánh xuất phát từ 4 cặp nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối và chân. Ngoài ra, Lethway, một loại Muay của Myanmar, có thêm đòn thứ 9 là đòn húc đầu. Muay Thái cũng đánh tay khá tốt, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở những cú đá uy lực, sử dụng đầu gối, cùi chỏ dứt khoát và động tác nắm tay thực sự bao gồm một số cú hạ gục rất hiệu quả. Mình có thể công nhận Muay Thái là môn võ đánh đứng toàn diện nhất. Nhưng cũng chỉ có vậy, ngoài những đòn bắt chân và quét hay ôm clinching thì không có kỹ thuật bắt vật. Thế đứng thẳng vuông vắn của Muay Thái cũng dễ sơ hở trước đòn bắt vật. Cũng như boxing, những đòn tay hay chân của Muay Thái sẽ vô dụng khi bị lôi xuống địa chiến. Dĩ nhiên, kỹ thuật bắt vật đòi hỏi phải áp sát bắt chân và ghim xuống đất
thì mới có thể hiệu quả trước những đòn đánh của Muay Thái. Sanda hay tán thủ của Trung Quốc chính là một môn võ tổng hợp sinh ra vốn được khắc chế Muay. Sau khi Kung Fu Trung Hoa bị Muay Thái cho ăn ngập hành quá nhiều, buộc Trung Quốc chế ra môn võ khắc chế được Muay Thái. Bởi ngoài kỹ thuật đấm đá như kickboxing, tán thủ còn có cả bắt vật. 4. Karate. Karate có nhiều hình thức, phong cách, phái võ khác nhau, nhưng chung quy nó có nhiều những đòn tay như đấm, chặt hay chân đá, đầu gối, vân vân. Karate rất giàu các kỹ thuật từ điểm đánh giao tranh hay tiếp xúc nhẹ. Ngoài ra, nhiều phong cách karate không có găng tay hoặc miếng đệm ống chân, cộng với bài tập chặt gạch, đập gỗ, tăng cường sự vôi hóa xương. Điều này thực sự giúp cơ thể và bàn tay karateka trở nên dẻo dai hơn. Hơn hết, kỹ thuật karate rất giỏi trong việc bẻ gãy thân và chân của đối thủ cũng như đá vào đầu dù đứng rất gần đối thủ. Một số phái karate nổi tiếng về khả năng thực chiến như Kyokushin karate, Shotokan karate. Sự phức tạp, sự phổ biến theo hướng tập trung nhiều vào các bài kata lại ít sparring khiến nhiều nơi dạy karate trở nên dập khuôn. Nhiều kỹ thuật, luật và phái võ không cho phép đấm vào mặt. Một phần vì thế thủ của karate quá tĩnh, tay lại để thấp nên dễ dàng dính đòn đấm. Karate lại tập trung nhiều hơn vào các cú đá cao. Hơn nữa, karate hiện đại không có vật lộn, ngoại trừ kudo. Lý giải cho việc karate có thể thua boxing là bởi khả năng thủ của karate trước đòn đấm khá kém, mà bản thân đòn đấm karate thì yếu hơn nhiều so với boxing. Đòn đá cao thì thiếu hợp lý, do việc phòng thủ trước đòn đánh cao và tầm trung là lợi thế của boxing. 5. Taekwondo. Taekwondo có những cú đá rất hào nhoáng và lạ mắt. Những cú đá của nó có thể gây bất ngờ cho ngay cả những võ sĩ được huấn luyện tốt, đang đào tạo theo các phong cách chiến đấu khác, mặc dù chúng cũng có thể bao gồm cả những đòn đá. Chưa nói tới một võ sĩ chưa được huấn luyện, điều này mang lại cho Taekwondo một lợi thế. Những cú đá Taekwondo từ 180, 360, 540, 720 độ đều rất mạnh và đẹp mắt. Mình biết, Taekwondo dạy bao gồm các cú đấm, nhưng gần như chúng không có mặt tại các trận đấu Taekwondo thực sự. Ngoài ra, mặc quá nhiều đồ bảo hộ cũng vốn chỉ hợp để sparring và đánh điểm. Những đòn đá thì khá mạnh nhưng lại quá nhiều, thiếu thiết thực, có nhiều đòn không hợp lý cho đối kháng. Việc đòn đấm thường nhanh, linh hoạt lại dễ dàng giữ cân bằng hơn đòn đá. Không khó hiểu khi chỉ với đòn đấm của mình, boxing lại có nhiều lợi thế hơn đòn đá của Taekwondo. Bạn đang nghĩ về video kiểm chứng sức mạnh đòn đá giữa các môn võ Karate, Muay Thái, Capoeira của National Geographic Channel cũ với cú đá nghìn tấn ấy là mạnh hả? Shogun Rua với đòn đá soccer cơ bản của Muay Thái đã có thể đạt tới 1.200kg đấy. Và như mọi môn võ đánh đứng, đòn bắt vật có thể khắc chế Taekwondo. 6. Wrestling Freestyles. Phong cách bắt vật tiêu biểu là môn võ có niên đại lâu đời nhất và cũng là môn võ phổ biến nhất mà hầu như mọi quốc gia đều có riêng cho mình. Tuy nhiên thì phong cách bắt vật Wrestling Freestyle từ phương Tây là tiêu biểu và nổi tiếng nhất. Thế mạnh của Wrestling là khả năng bắt chân, quăng vật và ghìm đối thủ mạnh mẽ. Sự thô bạo của nó cũng ít hơn so với các môn võ đánh đứng. Những chấn thương từ các đòn trọng cương quyền cước thường khá máu me. Wrestling cũng đem lại khả năng khống chế tuyệt vời, lại hiệu quả hơn với những môn võ đánh đứng. Như đã đề cập từ trên, đấm hay đá sẽ vô dụng khi bị lôi xuống đất. Do vậy, những võ sĩ thi đấu sàn võ tổng hợp có xuất thân từ đồ vật nhà nghề thường có tỷ lệ thắng, lợi thế và danh tiếng hơn võ sĩ chuyên kỹ thuật đánh đứng. Tuy là như vậy, nhưng wrestling chỉ có thể khống chế một đối thủ duy nhất. Nếu như không thể áp sát chính xác thì dễ ăn những đòn đánh và bị hạ trước khi tiếp cận được mục tiêu. Việc những wrestler nhà nghề bị suy kiệt thể lực diễn ra không ít, bởi wrestling là môn võ vật dựa trên sức mạnh thể lực. Wrestling cũng bị hạn chế, như phong cách Greco-Roman lại không cho phép bắt từ thân dưới và gạt chân. Sau tất cả, ngoài kỹ thuật ghìm, khóa đầu đối thủ dưới đất, wrestling gần như không có kỹ thuật khóa xiết địa chiến đúng nghĩa. Và không, chúng ta đang không nói đến WWE. Dù có đề cập với việc Muay Thái có thể thua trước wrestling, nhưng không có nghĩa là có thể thắng dễ dàng nếu như không thể áp sát. 7. Judo. Đến với Judo, môn võ bắt vật có phong cách mềm hơn. Judo khác với nhiều kỹ thuật vật khác ở điểm, kỹ thuật Judo rất đẹp mắt. Trong khi hầu hết các loại wrestling thường có thế vật thấp co mình, dùng nhiều sức, thì ngược lại, Judo có kỹ thuật vật thế thẳng đứng, chủ yếu với áo gi, võ phục, lại dựa trên kỹ thuật đòn bẩy để có thể giảm bớt sức lực hơn. Bởi thế mà Judo mới có nghĩa là nhu đạo. Cũng như wrestling,
Judo có thể sử dụng những kỹ thuật khống chế những môn võ đánh đứng. Ở nhiều quốc gia, Judo đã trở thành sự lựa chọn của cảnh sát khi dạy kiểm soát hành vi gây hấn. Cũng như wrestling, Judo không có gì hơn những đòn bắt vật. Có thể trước đây Judo có những đòn đánh đứng, nhưng đó là chuyện cũ quá khứ, bởi giờ đây những nơi dạy Judo chỉ còn dạy bắt vật. Phần khó chịu nhất là chiến đấu trên mặt đất, được gọi là Newaza, về cơ bản không tồn tại sau khi họ thay đổi các quy tắc, nên có thể Judo ngày trước cũng không có kỹ thuật địa chiến, khóa xiết. Ngoài ra, nắm lấy chân dưới thắt lưng cũng bị cấm. Rất có thể để hợp với hình thức thể thao, Judo đã áp dụng luật của Greco-Roman Wrestling. 8. Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. BJJ là môn võ đặc biệt, mang danh vua của võ thuật địa chiến. Ngoài ra, BJJ dạy cả kỹ thuật và lộn gi và không gi. BJJ lại là môn võ tương đối an toàn so với hầu hết môn võ kể trên. Nó cho phép bạn thực hiện 100% trong trận đấu mọi lúc, với nguy cơ bị thương hoặc làm đối thủ bị thương thấp nhất so với hầu hết các phong cách khác. Nếu bạn không ưa những đòn bạo lực gây thương tổn tới mức gãy mũi, những vết cắt sâu, hay nặng hơn là suy giảm trí nhớ sau khi ăn quá nhiều đòn vào đầu, thì hãy học BJJ. Bạn sẽ được học cách kết thúc trận đấu một cách hiệu quả bằng cách khuất phục đối thủ. Tuy nhiên, có những kỹ thuật gây bóp nghẹt, chật khớp rất nguy hiểm hoặc trở nên vô dụng nếu làm sai kỹ thuật nổi tiếng, như đòn chết rear naked choke, khóa nghẹt cổ. Cũng như wrestling và judo, BJJ chỉ tập trung vào kỹ thuật bắt vật và riêng nó thì có khóa xiết. Việc tạo thói quen cho các BJJ grappler bắt đầu trận đấu bằng cách ngồi xuống để họ không bị hạ gục và mất điểm là một điểm trừ. Dù vậy, nó cũng từng một thời thống trị UFC, là môn võ bất bại của gia đình Gracie, cũng là gia đình sáng tạo ra BJJ. Ban đầu BJJ còn có tên là Gracie Jiu-Jitsu. Một mặt khác, một mặt không thực sự liên quan lắm, đó là việc ôm ấp nhau dưới đất cũng không được đẹp mắt cho lắm. Tượng đài nào rồi cũng có lúc suy, BJJ cũng dần trở nên khuôn khổ, bão hòa hơn, nhưng nó vẫn sẽ là môn võ quan trọng nhất cho một hình thức hoàn hảo hơn ra đời. 9. MMA gồm các hình thức võ tổng hợp khác như Sambo, Kudo và Lê Tudo. Thể thức MMA, phong cách có tất cả mọi thứ. Tuy vẫn chưa đủ yếu tố để trở thành một môn võ thuật chính thống, nhưng phong cách chiến đấu này thực sự là lấy những gì hiệu quả nhất trong thực chiến. Bạn có thể tự do thực hành các kết hợp phong cách phù hợp và thực dụng nhất với mình. Không có giáo trình cố định về các bước di chuyển trong MMA, chỉ có một số động tác bạn không được phép thực hiện như cắn, chọc ngón tay vào bất kỳ loại lỗ nào trên cơ thể đối thủ, hoặc tấn công vùng háng, vân vân. Hầu hết mọi người đều đồng ý phương pháp hữu dụng nhất để áp dụng cho MMA là boxing hoặc Muay Thái hoặc Karate để đánh đứng, wrestling, judo để thu hẹp khoảng cách và kiểm soát toàn bộ cơ thể của đối phương, Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ cho giao tranh trên mặt đất, địa chiến gần như là kiểu mặc định. Như thế có thể thấy, hình thức MMA đã gần như loại bỏ hầu hết các khuyết điểm và khai thác tốt thế mạnh của các môn võ được nêu trên. Nhưng cũng hãy nhớ cách boxing dạy sự hoàn hảo trong một lĩnh vực. Chà, nói chung là bao gồm tất cả các lĩnh vực khác cũng đều cần như vậy. Hầu hết để thành thạo MMA, các võ sĩ chuyên nghiệp sẽ tập trung vào một kỹ thuật cụ thể, một thế mạnh mà họ đã thành thạo trước khi họ đi học MMA. Tuy hoàn hảo là vậy, cũng đừng nghĩ đến việc nó có thể được dùng để tự vệ hay chống vũ khí, như việc nó là một phong cách chiến đấu tốt nhất. Điểm yếu duy nhất của hình thức MMA, theo mình nghĩ, là khi các thành phần chiến đấu riêng của nó bị tách rời. À thì điểm này cũng không quá quan trọng, bởi MMA thì hoàn hảo hơn những hình thức khác nhờ việc nó tổng hợp thế mạnh của chúng lại. Hình thức MMA ngoài phong cách áp dụng cho UFC và ONE, còn có Kudo đánh với võ phục gi, với đặc biệt là mũ bảo hộ kiểu phi hành gia. Combat Sambo mặc bộ võ phục gi ngắn, trang bị mũ và đồ bảo hộ. Sanda cũng có bắt vật nhưng trọng đầm đá hơn, hệt như Muay Thái, vân vân. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.